Chết tiệt, thứ đó mạnh quá. Cả đội quân Junomaly của chúng ta đều bị hạ gục. Các cậu có sao không? Đau quá, đau quá. Tay chân tôi gãy hết rồi. Đúng rồi, đĩa bay của chúng ta, đĩa bay của chúng ta đâu rồi? Quái vật nhện được tôi phân công nhiệm vụ trông giữ đĩa bay đậu ở bờ hồ gần đây. Sao cậu ta giờ này còn không tới viện trợ chúng ta chứ? Hả? Nhìn kìa, tới rồi, tới rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy chúng mày rồi. Nguyên một bầy quái vật giữa Anomaly. Cái gì thế này? Sao lại xuất hiện thêm một quái vật cá giữa Anomaly nữa? Còn chiếm lấy đĩa bay của chúng ta. Các cậu có ai thu nhập thành viên mới không vậy? Ta không phải là thành viên của các ngươi, mà ta là kẻ săn mồi các ngươi. Chết tiệt, gì thế này? Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu các ngươi muốn biết thì ta sẽ cho các ngươi tội nguyện trước khi chết. Ta ban đầu là một con cá voi sát thủ. Ta sống dưới đáy biển và chuyên đi săn mồi là những con cá heo, thậm chí là cá mập, đều là thức ăn của ta. Đôi khi ta có thể ăn bất cứ loài cá nào mà ta nhìn thấy. Lúc nào bụng ta cũng đói cồn cào, miệng ta liên tục phải nhai thịt và nuốt vào. Cá voi sát thủ kìa, chạy đi, chạy đi anh em, mau tản ra. Ta là cơn ác mộng dưới đáy biển. Thậm chí những lũ cá khác xem ta giống như là một sát nhân máu lạnh vậy. Bởi vì ta đi tới đâu sẽ có thành viên của bọn chúng mặc mạng tới đó. Bọn chúng chưa kịp la hét thì đã bị ta xé xác hết mất tiêu rồi. Ta không những không cảm thấy ghê tởm về bản thân của mình, mà ta cảm thấy ta giống như là một vị chúa tể vậy. Muôn loài đều sợ hãi ta. Bọn chúng không có kẻ nào dám đối đầu với ta. Chạy thôi, mau trồi lên mặt biển. Cho đến một hôm ta săn bắt lũ cá, bọn chúng sợ hãi, con nào cũng phóng lên mặt nước. Ta đuổi theo bọn chúng lên trên gần mặt biển thì bỗng dưng ta nhìn thấy thứ gì đó phát sáng. Nó cũng thu hút ánh nhìn của ta. Ta định lao tới táp và nuốt nó. Thật không ngờ thứ đó đã tỏ ra một luồng ánh sáng khiến ta vô cùng khó chịu. Khi ta nhìn thấy lại mọi thứ thì người ta đã bị thứ đó biến đổi thành ra thế này. Ban đầu ta rất tức giận, ta cũng định đập vỡ luôn thứ đó, nhưng nhìn kỹ lại là một chiếc đĩa bay lạ lùng. Nó biến đổi ta mọc ra hai chân và trở thành một quái vật cá voi sát thủ kinh tởm. Nhưng đổi lại, ta có thể chạy nhảy và có thể thở được trên bờ. Ta rất vui mừng. Thì đột nhiên một kẻ nào đó đã xuất hiện sau lưng của ta. Chết tiệt, ngươi kích hoạt gì bậy bạ cái đĩa bay của ta thế? Khốn kiếp, nó đã biến ngươi thành một quái vật Junomaly rồi. Từ miệng của tên đó ta mới biết cái hình dạng kinh tởm này là quái vật Junomaly. Không chỉ có một mình ta mà còn có cả hắn và rất nhiều quái vật Junomaly đang đi làm nhiệm vụ. Đúng vậy, còn ta ở đây canh chừng đĩa bay để cho họ yên tâm làm nhiệm vụ. Nếu ngươi đã lỡ biến thành quái vật Junomaly, hãy trở thành đồng đội của chúng ta. Nhưng tên quái vật nhện Junomaly đó không hề biết rằng ta bụng lúc nào cũng đói. Khi biến thành quái vật, ta cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên ta không thể trở thành bạn của các ngươi rồi. Ta đã tiến lại gần, bắt lấy hắn, nhai đầu hắn, giết chết hắn, xe xác hắn, ăn thịt hắn. Chết tiệt, tên khốn kiếp này, ngươi đang làm cái gì vậy? Bọn ta có ý tốt muốn cho ngươi trở thành thịt viên. Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Ngươi làm như vậy, những đồng đội của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mau dừng lại đi. Hắn càng la hét, ta càng kích thích. Và ta chưa bao giờ có được cảm giác săn mồi tuyệt vời như thế này. Cuối cùng, hắn đã bị ta nuốt vào bụng. Ta cảm thấy rất ngon, rất tuyệt vời. Ta càng muốn thêm nữa. Thế là ta đã quay lại đĩa bay của các ngươi, sử dụng nó để đi tìm thêm các ngươi cho vào bụng. Cái gì chứ? Ngươi đã giết chết quái vật nhện Junomaly. Khốn kiếp, ngươi thật tàn nhẫn. Ta cũng là quái vật cá, nhưng ta sẽ không như ngươi. Ồ, ở đây cũng có một quái vật cá à? Không sao. Thường ngày mặc dù ta là cá, nhưng ta cũng ăn cá.
để ta nếm các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ còn ngon hơn thứ quái vật nhện kia. Chuẩn bị chịu chết hết đi. Dừng lại, dừng lại thứ chết tiệt. Người dám lấy trộm sức mạnh của bọn ta, rồi ăn thịt bọn ta, trời sẽ chu ngươi, đất sẽ diệt ngươi. Vào miệng ta hết đi. Ngon quá, ngon quá, thiệt là đã quá đi. Bụng của ta gì thế này? Chết tiệt, ta quên không nhai bọn chúng, không lẽ bọn chúng còn sống hay sao? Khốn kiếp. Các cậu mau tập hợp sức mạnh lại, đây là cơ hội cuối cùng phản công của chúng ta. Mau chiếm lấy cơ thể của hắn, chúng ta sẽ hợp lại thành một. Không, không, nó khốn kiếp đây. Thành công rồi, thành công rồi, chúng ta khống chế và chiếm lấy được cơ thể của hắn rồi. Điều gì thế này? Không lẽ đây là cơ thể hợp nhất của chúng ta hay sao? Các cậu hãy bình tĩnh. Đúng là như vậy. Trong sức mạnh bí ẩn của quái vật Junomaly, khi chúng ta muốn hợp nhất lại thành một, thì một trong chúng ta sẽ nuốt tất cả số còn lại vào. Thật không ngờ thứ quái vật ca voi sát thủ đó lại có thể giúp chúng ta thành ra thứ này. Hay quá, hay quá. À đúng rồi, hay là chúng ta sử dụng cơ thể hợp nhất này leo lên đĩa bay, bay đi tìm thứ quái vật đã đánh bại chúng ta, cho hắn một bài học. Tất nhiên là như vậy rồi, nhưng chúng ta không cần đĩa bay đâu. Chúng ta nhanh chóng chạy đi tìm thôi, để chúng ta thích nghi với cơ thể hợp nhất này. Cuối cùng mình đã báo được thù, giết sạch lũ quái vật xuống nó mà lì. Đứng lại, thứ quái vật mèo máy móc kia, ngươi chưa kết thúc được trận chiến với bọn ta đâu. Chết tiệt, gì thế này? Sao các ngươi lại còn sống, lại còn chung một cơ thể nữa? Đúng vậy, bọn ta tưởng ngày hôm nay là ngày tận thế của bọn ta, nhưng thật không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Một kẻ định ăn thịt bọn ta là giúp bọn ta khống chế cơ thể và hợp nhất như thế này. Khốn kiếp, những tên kẻ thù đã từng giết hại ta, các người sống lại, vậy là thù của ta vẫn chưa trả. Lần này ta sẽ băm các người thành trăm mảnh, chắc chắn các người sẽ không có cơ hội hồi sinh. Mẹ kiếp ngươi, bọn ta chưa bao giờ gặp ngươi, ngươi ở đâu xuất hiện, ập tới đánh chết rất nhiều thành viên của bọn ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Nói bọn ta có thù có oán gì với ngươi? Lũ khốn, các ngươi không nhận ra ta. Ta chính là búp bê mèo khát nát ở công ty Poppy Playtime. Bị lũ khốn các ngươi giết hại đây, các ngươi quên rồi hay sao? Cái gì chứ? Ngươi là quái vật mèo khát nát? Sao ngươi biến đổi thành robot máy móc thế này? Đúng vậy, đáng lẽ ta đã chết rồi, nhưng ta may mắn được một loài gọi là Skibidi Man. Bọn chúng đã giúp ta hồi phục lại. Ban đầu ta mất trí nhớ, không nhớ gì cả. Suốt mấy năm ròng rã phục vụ cho bọn chúng cũng giúp cơ thể ta được nâng cấp lên toàn diện như thế này, và trí tuệ ta được hồi phục lại. Ta nhớ món thù mà các ngươi đã hành hạ ta năm xưa, ta lập tức tìm các ngươi, ra tay tiêu diệt các ngươi ngay lập tức, để cho các ngươi không có cơ hội sống sót một tên nào. Chết tiệt, thứ ác quỷ xấu xa như ngươi, tại sao lại được kẻ khác cứu giúp thành ra thế này chứ? Nhưng mà ta sẽ không bao giờ thắng được chính nghĩa đâu. Ông trời đã mở cho bọn ta một cơ hội để hồi sinh hợp nhất cơ thể, chắc chắn lần này bọn ta sẽ tiêu diệt được ngươi. Come on, lũ đáng ghét này, sao các ngươi hợp nhất lại trở nên châu bò và dai hơn lúc trước thế này? Nhưng ta sẽ bấm các ngươi thành trăm mảnh. Được rồi, bọn ta sẽ không giết ngươi, mà bọn ta sẽ cho ngươi trở thành một quái vật mèo Junomaly. Chết tiệt, lũ khôn, các ngươi chiến thắng rồi, mau ra tay đi, ta không muốn biến thành đồng loại của các ngươi đâu. Bây giờ số mạng của ngươi không còn ngươi quyết định nữa, mà do bọn ta quyết định. Không, không.